nó to. Ừ, còn cái như cái cây này thì nó được cả hoa cả quả. Có thể mọi người là đã bán là mua thì mua theo kiểu xô. Nhưng mà cái lá của bọn này nó hơi hơi vàng. Nhưng như con này là rất là xinh này. Không, cái loại này ở đây thì chắc 80-100 thôi. Làm gì đến 200. Cái loại mà 150 là cái chậu nhựa đẹp lắm. Đấy, còn nói thật ra có thể là chỉ có 60 thôi. Tại vì năm nay nói thật ra những cái loại này tôi có cập nhật giá đâu. Tôi chỉ biết là đấy, ông nào ông hỏi thì tôi bảo thật là cái loại này ở tôi thì chắc 60, 100, 120, 100. Tầm 100 nùi. Tại vì cái loại 150 là nó đẹp lắm. Loại 150 là ở cái chậu nhựa. Cao thì nói chung là cả rổ thì được tầm 50. Đây, chưa đến, mới tính cái bề mặt đất lên đây đã hơn 50 phân. Này, tán này. Như cái này phải 30 quả. Tán nó tầm 50 phân. Thực tế là nó thật ra tôi nếu mà quay ở ngoài kia thì có những ruộng nó đẹp hơn chứ vàng nó không vàng lá như này. Nhưng thôi đã đến đây rồi thì thôi dừng lại để quay. Quả thì nó khá là to. Tôi nói thật là quả khá là to. Có khách nào định lấy 200 cái này nhưng tôi bảo mấy con cái thủy là thôi bận lắm. Mới cả nói chung là người ta nghĩ là mình kênh 20 với cả 10.000 nó mất hay. Thả các ông tự mua còn hơn. Đấy, nó cao từ 50 phân. Thậm chí là tầm 60 phân. Tôi phải cúi xuống tôi quay cho mọi người thì nó mới rõ được. Lá thì nó hơi hơi vàng đấy nhá. Lá nó hơi vàng đấy. Cái số điện thoại thì ở trên đầu này này. Nói chung là quất ở đây tôi nhiều lắm. Quay để cho mọi người biết ở đây có thôi. Chứ còn mọi người tự về, mọi người tự mặc cả, tự tìm thì nó dễ hơn. Không lại bảo ở thằng này nó quay số thế này chắc cái vườn này nó uy tín với thế nọ thế kia là mệt. Anh em khác người ta làm quất người ta có... cái nhìn nó không được tốt với tôi. 60 phân. Tán thì được... tán được 50 phân. 54, 55 phân. Đấy. Ăn gì cái loại chua lên loét này. Ôi, cứ gọi mình hôm nay mình đã nghe báo cuộc. Đấy. Này như con này xuất sinh này. Nó to à. Đấy. Cao tầm 50 phân. Tán tầm 50 phân. Lại có một ông lại định mua một luống này. Thực ra là bây giờ phải xem ra là số lượng như thế nào. Đây là tí nữa tôi lại phải chụp cho người ta, nhưng mà cái cỡ này nó bị lá không ạ. Cái cỡ này nó bị lá, nó không được tốt. Thôi tí nữa tôi cũng phải chụp cho người ta xong rồi biết đâu lại kiếm được cái tí xăng. Cái tán con này được tầm 4-5, cao cây như này chưa tính cả rổ, cao như này tầm 50 phân. Đấy. Phát lại gì hôm năm ngoái để tôi đọc luôn ngày giờ luôn này này. Ở nơi tôi đang đứng là 16:56. 16:56 ngày chủ nhật. Ngày chủ nhật ngày mùng 2 tháng 1. Pin thì có 31%. Mắt xem thì 187. 282 lượt thích, được chưa? Phát lại năm ngoái. Đây tôi đọc bình luận cho bạn là bạn biết là tôi phát lại từ năm ngoái hay thế nào còn gì. Mẹ ơi, đây bây giờ đi tự nhiên quay quất lại nhiều người đặt đấy. Đau hết đầu. Chán mớ đời. Tôi đã thế này phải quay cái quất bát cho ông nào ông ấy. Quất rổ. Mà tí nữa cũng phải. Thôi tí nữa rồi cắt từ video ra vậy. Mẹ đau hết đầu. Cho số điện thoại rồi vẫn phải qua mình. Mà mình bán thì lại người khác lại bảo là cò. Mày chả có cây quất mẹ nào mày cũng đi bán. Mà mình có muốn bán đâu, mình cho cả số điện thoại. Đây, cao 50 phân. Cao 50 phân. Tán thì được tầm hơn 40 phân, 45 phân. Đấy. Quả đây. Đấy, ở trong nó có cái rổ. Mọi người hình dung chưa? Có cái thủy nó còn báo tôi là mẹ nó có mấy khách liền đấy, hàng trăm, 200 cái chum này, à 200 cái rổ này. Mà tôi còn không thèm làm đây này. Tôi bảo mẹ cái loại mà bán một cây mọc, một cây hoa giấy, một cây mẫu đơn. Mẹ còn lãi kinh lên đi. Đi làm mấy cái quất này xong rồi mang tiếng này.
là kênh nọ kênh kia. Mình cho số điện thoại đấy, ông kia ông gọi mình thế. Mình bảo đấy tôi quay cho mọi người số điện thoại, mọi người tự làm việc của tôi cái. Mẹ cứ bắt muốn là anh ơi.